bảo tàng làm thế nào đó để ngoài các cái nội dung phong phú ra thì cái hình thức ở bên ngoài như là cải tạo trồng và thiết kế các cái loại hoa cảnh theo mùa để thu hút du khách, ngoài cái việc tham quan nghiên cứu lịch sử thì còn có thể chụp những cái bức ảnh rất đẹp để tuyên truyền quảng bá về bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Một tín hiệu đáng mừng đối với du lịch Điện Biên sau 2 năm chịu tác động lớn bởi đại dịch Covid-19 là đánh dấu sự trở lại của du khách quốc tế. Điều này đã khẳng định Điện Biên là điểm đến hấp dẫn, an toàn không chỉ với khách nội địa mà cả với bạn bè quốc tế. Điện Biên Phủ là nơi rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Tôi rất thích đi du lịch Điện Biên Phủ. Tôi cần phải quay lại Điện Biên Phủ, rất đẹp, rất đặc biệt. Cộng để cho người dân được tham gia vui chơi. Thiết bị điện trước khi rời khỏi nhà nhiều ngày. Không có gì đặc biệt. Dịp lễ Tết nhiều người mua bày trong nhà. Thế nhưng gần đây, hàng phụ có thể khiến tổng trị giá hợp đồng lên tới 130. Qua vượt mọi khó khăn thử thách, những người lính lữ đoàn 95 trị giá tiền tỷ khiến người chơi. Hải đường trắng được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội và trong nhiều hội nhóm. Cành chiếc chỉ có một lá được giao bán với giá 20 triệu đồng. Cây có vòng thân ban.